xin kính chào quý vị khán thính giả và các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa kính mến. Trang Thanh Lan kính chào tái ngộ đến quý khán giả thân mến. Đến với chương trình Tiếng Hậu Phương được phát hình trực tiếp mỗi tối thứ ba trên làn sóng 2078 của Hùng Việt TV. Chương trình sẽ được phát lại 11 giờ đêm nay, 8 giờ rưỡi sáng thứ tư và 4 giờ rưỡi chiều thứ bảy. Chương trình này cũng nhằm mục đích giúp đỡ những người trẻ hiểu biết thêm về hình ảnh oai hùng cũng như sự chiến đấu anh dũng của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Tiếng hát hậu phương hy vọng sẽ là một nhịp cầu để chúng ta có thể ôn lại những kỷ niệm vui, buồn, những mất mát chia ly trong thời chinh chiến. Khi tiếng súng còn đang rền vang trên khắp nẻo đường đất nước, đã có những chàng trai rủ bỏ sách đèn lên đường bảo vệ non sông, cũng có những tiếng hát cất lên cho những chuyện tình dang dở. Tiếng hát của những người em gái hậu phương gửi đến cho những chàng trai nơi tiền tuyến là những tình cảm dạt dào thấm đẫm thương yêu, những con tim thổn thức. Nhưng tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Tiếng hát hậu phương rất mong đón tiếp quý vị cựu quân nhân, những người vợ lính, người yêu của lính đến với chương trình để chúng ta cùng nhau hàn huyên tâm sự, ôn lại những kỷ niệm vui buồn thời chinh chiến. Các hội đoàn có những buổi tổ chức liên quan về lính cần phổ biến, xin email về tienghathauphuong@yahoo.com. Quý vị có thể gọi điện thoại trực tiếp vào để chia sẻ với chương trình qua số 714-933-7877. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một vị thuộc binh chủng lực lượng đặc biệt, một người khách rất đặc biệt của tiếng hát hậu phương của chúng tôi. Chúng tôi là một người anh của Phương Quế và Trang Thanh Lan. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị thiếu tá Phạm Đức Cường. Dạ, xin mời anh. Kính chào quý nhân trưởng, quý chính hiếu và tất cả khán thính giả của chương trình Tiếng Hát Hậu Phương. Tôi Phạm Đức Cường, biệt kích dù, lực lượng đặc biệt. Dạ, mời anh ngồi. Dạ, không cần cái micro anh. Dạ. Dạ. Tiếng Hậu Phương xin hân hạnh đón anh Nguyễn Phạm Đức Cường ở đây và cũng như chào ông Nhất Sư đó. Dạ, chào anh. Anh ơi, bữa nay trời Cali mình nóng quá phải không thưa anh? Vâng, thưa, trời Cali hôm nay nóng thật. Quá nóng luôn và mà em thấy anh bận bộ đồ lính. Phòng ghi âm này lại càng nóng nữa. Dạ. Ê, tại vì đèn nhiều quá. Tại vì nếu mà để máy lạnh thì nó sẽ ồ, mình thâu thanh sẽ không được tài trực tiếp đó thưa anh. Dạ. Và thưa chào hai cô em Trần Thanh Lan và Phương Quế và dạ. Xin chào nhạc sĩ Nghĩa Sơ. Dạ, nhưng vâng. Mà bây giờ nhìn Nghĩa hôm nay thấy ốm hơn một người rồi. Thấy nhỏ hơn một người rồi. Đáng chú là lính nè. Ngày xưa là chú đánh trận là giờ đó lực lượng đặc biệt nhảy toán mà thành ra chú phải to con lắm. Thành thử ra là bây giờ lớn tuổi thì dĩ nhiên rồi nhưng mà còn mặc bộ đồ lính rất là đẹp, rất là oai. Dạ, nhưng mà thưa anh, thường thường là nhảy dù là đội nón đỏ rồi anh lại đội nón xanh, thì anh có thể giải thích là tại sao anh lại đội nón xanh thưa anh? Thưa giải thích với Quế thế này, đơn vị lực lượng đặc biệt chúng tôi là hồi xưa là cũng đội nón đỏ. Và có một hồi đội nón đen, hồi lên bên phủ tổng thống là đội nón đen. Nhưng mà về sau khi mà thành binh chủng lực lượng đặc biệt thì quyết định là đội nón sạch. Tại nhà tôi có nhiều nón ở nhà lắm, nón đỏ cũng có, nón xanh cũng có và nón đen cũng có. Dạ, thì hôm nay cái năm bữa nay là anh lý do gì anh chọn cái nón đen thưa anh? Nón xanh chứ? Xanh hay đen anh? Xanh. Nón xanh. Đơn vị lực lượng đặc biệt là đơn vị tôi phục vụ hơn 11 năm. Và đơn vị chót của tôi trước khi mà coi như là tạm giải ngũ là đơn vị 101 thì lại đội nón khác nữa. Nhưng mà đơn vị đầu đời của tôi là lực lượng đặc biệt, thành ra tôi xin đội cái nón xanh của binh chủng lực lượng đặc biệt. Nhưng mà vẫn còn oai lắm thưa anh, bởi bộ đồ này rất là oai hùng. Xin anh cho khán giả cũng như là các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa cũng như khán giả của Tiếng Hát Hậu Phương chắc muốn biết anh Phạm Đức Cường nhập ngũ năm nào thưa anh? Thưa, tôi nhập ngũ năm 1962. Tôi nhập ngũ khóa 14 sĩ quan dự bị Thủ Đức, mà hồi đó chưa gọi là trường bộ binh, hồi đó gọi là liên trường võ khoa Thủ Đức. Tôi nhập ngũ và tôi ra trường ngày 15 tháng 6 năm 63. Khóa của chúng tôi gọi là khóa Nhân Chí Dũng, và đáng lẽ lễ mãn khóa là Tổng thống Ngô Đình Diệm xuống chủ tọa, nhưng về tình hình thời sự hồi đó nhiều biến động nên đến giờ chót ông Bộ trưởng Trương Công Kiều
đã đại diện Tổng thống Ngô Đình Diệm xuống chủ tọa lễ mãn khóa, và chỉ huy trưởng trường bộ binh lúc đó là Đại tá Lam Sơn, Phan Đình Thứ. Anh nhớ Văn Phát á, còn số quân của anh số mấy anh có nhớ không anh? Thưa, số quân của tôi là 63-104-962. Số quân của tôi 63 thì tôi nói với Lan và Quế là ai nhìn cái số quân của đó tôi thì tôi đọc cái số quân lên là có thể biết được tôi sanh năm nào. Tức là cứ lấy cái số 63 số đầu trừ đi 20 năm, tức là tôi sanh năm 1943. Ồ, tức là tất cả đều vậy hả thưa anh? Chủ lực quân là như vậy. Ồ, dạ, hay quá. Hôm nay mới được biết hả nghĩa ha? Cho nên là khi mà nói là 63 là trừ đi 20 là biết cái năm sanh của anh. Cứ anh nào mà Quế hỏi số quân bao nhiêu, anh nói anh số quân 63 thì Phương Quế trừ đi 20 là năm sinh của anh là năm 1943. Bây giờ tụi em mới biết, hay quá. Thế hệ trẻ cũng muốn biết lắm, dân hiện nghĩa sửa nè cũng muốn biết. Tại đọc số quân mà người nào cũng phải thuộc số quân, cái số quân là cái thẻ bài này. Có cái đóng một cái thẻ bài thưa anh. Vâng, số quân, thẻ bài thì có số quân và có các loại máu ở trong thẻ bài nữa. Vì trước khi mình nhập ngũ mình có cái thẻ bài là mình đi thử máu, người ta cho mình máu loại gì, loại A, loại B, loại O, loại gì người ta khắc trên thẻ bài để khi ra mặt trận khi nào có chuyện gì là bị thương. Bị thương thì người ta dở cái thẻ bài ta ra biết mình loại máu thế nào để người ta tiếp tế mình ngay, chữa chứng cho mình ngay. Vâng, cho nên có những cái thẻ bài mà những người lính mà tử trận đó, thẻ bài để lại người ta biết cái người lính đó sanh năm nào. Nó rõ như vậy phải không anh? Dễ nhận, nhiều khi là người lính tử trận nhưng mà còn cái thẻ bài. Mà mới lại trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa có cái cuốn gọi là kỷ yếu sĩ quan quân đội Cộng Hòa Việt Nam. Anh nào nói anh học ở trường nào ra là người ta dở cuốn sách đó ra, người ta đọc cái số quân là ta biết anh học ở cái trường nào ra. Và nguyên lai binh nghiệp của anh là bộ binh, nhảy dù hay là tình báo hay là cái gì là nó hiện ở trong ấy hết. Thành ra chứ không phải là sang đây mất nước là nói lung tung, nói tôi đơn vị nọ, tôi đơn vị kia. Chỉ cần nói cái số quân ra, nói cái đơn vị ra là người ta biết anh đơn biết vị nào. Hay giả rồi. Nhưng mà cũng có nhiều người chứ, cũng có nhiều người giả lắm á. Dạ, nhiều lắm. Nói lung tung anh. Vâng, ở trong cộng đồng mình đó. Sang đây thì nếu nói không thì nó cũng mất nước rồi, hỗn quân, hỗn quan, sừng đạo. Có một nói số, đạo. Có một số người ta có một cũng số thôi chứ không phải là toàn thể. Nhưng mà nếu mà sĩ quan chính quy quân đội Việt Nam Cộng Hòa thì chúng tôi có giấy tờ hết. Thì chắc chắn rồi, đâu có giả được hết thưa anh. Thưa không giả được đâu. Giả với những người không thuộc quân đội. Chứ còn đối với người quân đội là người ta biết ngay. Anh nói anh học khóa là người ta hỏi chỉ huy trường, cái trường anh học là ai. Anh nói Lạng Quạng là người ta biết anh nói, nó chặt được. Thưa anh, như vậy thì cái hồi nãy anh nói là cái đơn vị đầu tiên của anh đi là đơn vị đầu tiên anh vừa ra đơn trường vị, anh đi đơn tôi vị vừa nào? Ra trường thì trước khi ra trường 2 tháng tôi có danh sách về thiết giáp. Nhưng mà giờ chót lực lượng đặc biệt vào tuyển mộ ở trong đó, và cái người vào tuyển mộ tôi nhớ hồi đó là đại úy Mã Sanh Nhơn, về sau là đại tá Mã Sanh Nhơn. Ông vào ông mặc áo đỏ, ông đội nón đỏ, mặc đồ dù, súng đeo 2-3 khẩu trông oai phong quá. Thành ra tôi mê. Tôi lên tôi hỏi mấy đại tá là tôi bây giờ có danh sách về thiết giáp rồi, tôi muốn sang lực lượng đặc biệt, sang hồi đó gọi là liên đoàn thám sát 77 có được không? Ông bảo cái chuyện đó thì phải siêu tra an ninh hơi kỹ. Nhưng mà anyway ông cũng lấy tên của tôi và khi ra trường thì thay vì về thiết giáp, tôi về lực lượng đặc biệt và tôi trình diện Bộ Tư lệnh Lực lượng đặc biệt hồi đó dưới thời đại tá Lê Quang Tung. Nằm bên cạnh Bộ Tổng tham mưu. Và khi về đến lực lượng đặc biệt thì cái việc đầu tiên tôi trình diện phòng 3 lực lượng đặc biệt xong là tôi còn phải chờ thủ tục để đi học những khóa như là nhảy dù, khóa lực lượng đặc biệt để được chính thức nhập vào binh chủng đặc biệt là tôi phải có bằng nhảy dù, phải có bằng lực lượng đặc biệt. Mà bằng lực lượng đặc biệt, bằng nhảy dù hồi đó quý lắm. Bây giờ kể cho Quế với Lan nghe cái chuyện này. Hạ sĩ quan hay là sĩ quan mà ở bên binh chủng nhảy dù thì được một cái phụ cấp gọi là phụ cấp không quân vụ, chuẩn úy được 1.500, mà thiếu úy được 2.000+ tiền phụ cấp không quân vụ, tức là ngoài cái tiền lương ra cộng thêm được cái tiền đó. Và lúc cái là tiền lương, đó lương bao nhiêu một tháng thưa anh? Lương lính có 900 thôi. Còn mà lương thiếu úy là được 5.200. Wow. Lương chuẩn úy được 5.000+, thành ra tiền bạc nữa là
không có nhiều nhưng mà cũng rủng rỉnh lắm. Tức là đủ tiền đi nghe nhạc, đi phòng trà. Dẫn em đi uống cà phê này. Cái lúc đó là anh mới ra trường á, thì lúc đó anh đã có gia đình chưa anh? Là ra trường thì chưa có gia đình. Vì hồi đó tôi yêu lính, tôi vào quân đội, tôi tình nguyện vào những cái binh chủng dữ dằn như vậy. Thì không nghĩ đến chuyện lập gia đình, tuy rằng có người yêu nhưng mà chưa lập gia đình. Tại sao lý do vậy anh? Không, thường thường yêu là người ta phải muốn cưới liền. Không, tại vì ngu sao cưới rằng... không, còn trẻ bồng bột mà yêu là phải cưới. Tại vì em nhập vào cái binh chủng này không biết cái mạng sống mình ra sao, nay đây mai đó. Dạ đúng rồi. Hồi đó có những cái toán xâm nhập nhảy ra ngoài Bắc, nhảy trong Nam, thành ra mình không biết cái số phận mình, cái tương lai binh nghiệp mình sẽ đi về đâu, thành ra không muốn dính vào một người thiếu nữ nào cả, sợ làm khổ cho người đúng thiếu rồi, nữ sợ thương người vợ bé bỏng chiều quê đó. Vâng. Dạ thưa anh, em có cái câu hỏi này mà rất là đặc biệt. Anh có thể giải thích về sự khác biệt của biệt kích dù 81 và 101 thưa anh? Vâng, thưa, biệt kích dù 81 là một đơn vị chiến đấu. Mà đơn vị 101 là một đơn vị mới thành lập, mà đơn vị 101 là một đơn vị quân báo, tình báo chiến trường của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đơn vị 101 là thường thường, nếu mà hồi xưa ở Sài Gòn thì Trang Thanh Lan không thể biết anh đó là đơn vị 101 hay là đơn vị nhảy dù, vì phần lớn hoạt động mặc thường phục không. Anh, một sĩ quan đơn vị 101 có thể là một chủ quán bar, có thể là anh tài xế taxi. Nghĩa là chúng tôi ngụy trang, ngụy tích dưới mọi hình thức hết. Còn đơn vị 81 nhảy dù, trước tiên là chúng tôi gọi là 91 biệt khách nhảy dù, nhưng mà số 91 là số bù, xui. Thành ra về sau ông tư lệnh ông nghĩ làm sao ông đổi lại thành 81 biệt khách nhảy dù. Thành số 9. Thành 9 nút. Cũng dị đoan ha, lính lính thì cũng dị đoan. Vâng. Em thấy lính cũng dị đoan nhiều hơn mình. Lính cũng dị đoan chứ, tại vì có những ông chỉ huy có mắt kiên, có lành mà. Lính đi trận thiệt hại rất ít, có những ông chỉ huy ra là đụng. Sát quân. Vâng, sát quân. Cũng có nữa. Như vậy thì anh bao nhiêu lâu anh ở trong 81? 81 tôi ở đến năm lực lượng đặc biệt giải thể, thì khi đó vì cái nhu cầu chiến tranh, Việt Nam hóa chiến tranh, binh chủng lực lượng đặc biệt giải tán, thì anh em chúng tôi ở đó phân ra là nhiều lắm. Có những toán A lực lượng đặc biệt thì trở thành những tiểu đoàn biệt động quân biên phòng, những toán B như tôi hồi đó tôi ở B-13 30 Thuật thì sẽ trở về nha kỹ thuật hoặc sang nhảy dù. Và riêng cái tiểu đoàn 81 biệt cách nhảy dù thì có 6 đại đội, thì bên nhảy dù qua lấy hai đại đội, đại đội 1 và đại đội 2 về làm đại đội trinh sát của nhảy dù. Nói tóm lại là sau cái ngày binh chủng lực lượng biệt giải tán thì anh em chúng tôi phân tán ra hết, tất cả sĩ quan lực lượng đặc biệt phân tán hết, người về biệt động quân, người sang nhảy dù, người sang nha kỹ thuật, người sang 101 như tôi. Bây giờ mới có nha kỹ thuật đó. Dạ vâng. Năm đó là năm nào anh? Năm đó tôi nghĩ là cũng khoảng 59-60. Anh đi lính lâu quá. Không. Không phải, tức anh, là anh đi lính năm 63. Tôi đi lính năm 62. Cái đó là giải khoảng... tán lực lượng đặc biệt chắc cũng lâu rồi, năm 70 mấy không anh? Giải tán lực lượng đặc biệt cũng trước khi mất nước rồi, chừng khoảng 70-72. 6-7 năm. Lúc là anh đi lính này mới vừa lên 10 đúng không? Thành ra quá trời lâu luôn. Lâu rồi, thành ra nói có thể hơi thời gian mình không có. Không, anh nhớ vậy là rõ ràng quá rồi thưa anh. Dạ thưa anh, có cái trận chiến nào mà anh gọi là khốc liệt nhất, mà cái kỷ niệm nào đáng nhớ nhất trong cuộc đời quân ngũ của anh thưa anh? Thưa, mấy Lan và Quế thì trận chiến tôi cũng tham dự nhiều trận chiến rồi. Có trận chiến mang lại những niềm vui, có những trận chiến rất là buồn. Có những trận chiến làm mình nhớ suốt đời, có những cái trận chiến làm mình đến giờ phút này tôi vẫn còn nhớ. Thì nếu mà Lan và Quế mà hỏi thì tôi xin kể cho một cái trận chiến cái tôi tham dự từ năm 1964. Khi đó tôi đóng ở một cái đại liên đội biệt kích dù gồm có mấy đại đội, thì tôi là trung đội trưởng cái liên đội biệt kích dù. Chúng tôi nhận được lệnh đi hành quân xâm nhập vào chiến khu D, mà chúng tôi xuất phát từ Nhà Bè trên một cái mấy cái form của hải quân. Thì khi chúng tôi xuất phát, các cánh quân khác cái thì tôi không biết, tôi chỉ biết về cánh quân của đại đội tôi thôi. Thì chúng tôi xuất phát ra tới
xâm nhà bè vào khoảng 3 giờ sáng. 3 giờ sáng thì lên một 4 cái tàu hải quân đã chờ sẵn chúng tôi ở đó rồi. Và mỗi một trung đội lên một cái tàu hải quân. Và người ta đưa tôi đến mục tiêu là tiền trên sông Bình Dương. Đi gần đến sông Bình Dương thì tôi là hồi đó là trung đội trưởng, trung đội 2. Và theo lệnh ấy, thì là đại đội trung đội 1 sẽ lên tàu số 1, trung đội 2 sẽ lên tàu số 2 và trung đội 3 sẽ lên tàu số 3 và trung đội 4 sẽ lên tàu số 4. Thì chúng tôi sắp hàng thì trời nó đêm, sương mù dày đặc. Mà cái đường đi từ dưới đất mà leo lên cái tàu hải quân, mà cái tàu hải quân chúng tôi xin nói là cái tàu cái kiểu há mồm đó. Hạ cái bừng xuống là đổ bộ ra. Thì chúng tôi lên, thay vì tôi lên cái tàu số 2 thì một anh niên trưởng của chúng tôi, tôi còn nhớ anh tên là anh Thiếu Lý Hường, anh thâm niên hơn tôi, anh lên tàu số 1. Thì lúc ra ngoài trời nắng quá, trời đêm đó, nghĩa là đường đi lên mờ không thấy đường, lò mò mới trèo vào tàu hải quân được. Thì đáng lý ra anh ấy phải lên trước, anh trung đội 1 anh phải lên tàu số 1 và tôi trung đội 2 phải lên tàu số 2. Thì anh ngoắc tay anh bảo mày lên trước đi. Tôi thì hồi đó còn trẻ, sĩ quan mới ra trường hăng lắm, ai bảo gì làm đấy. Ok đi, tôi xách súng lên và tôi ngoắc trung đội của tôi đi lên cái tàu số 1. Anh thấy tôi lên an toàn rồi, anh mới dẫn trung đội của anh lên cái tàu số 2. Và khi đó lên đàng hoàng rồi thì là 4 tàu chạy ra biển, chạy ra sông. Chạy ra sông thì đến khoảng cỡ chừng 4-5 giờ sáng, 5-6 giờ sáng thì đến cái khúc sông ở trên Bình Dương. Thì trên cái khúc sông đó nó là những cái vàm rồi những cái cây nó mọc lên giữa dòng sông cao ngất. Nó là lau sậy nó mọc đầy ở trên dòng sông. Thì cái anh, một anh hải quân, anh đứng trên tàu, anh chỉ huy là khi nào mà tới bờ thì anh cho lệnh cái ụp cái sạc xuống. Thì là tụi tôi nhảy lên bờ. Mà khi đó tôi được lệnh mang đi 7 ngày lương thực. Súng ống hồi đó nặng lắm, súng Thompson, súng Garand, nghĩa là hồi đó súng ống còn nặng nề hơn về sau này nhiều lắm. Thì chúng tôi khi đó đến, khi gần đến bờ rồi thì chưa tới bờ mà anh đánh thức tôi dậy, anh bảo chừng mấy phút nữa là đổ quân nha. Thế tôi mới đánh thức anh em dậy, nghĩa là cũng ngủ gà ngủ gật trên boong tàu, đánh thức anh em dậy để chuẩn bị đổ bộ lên bờ. Thì chưa tới bờ thì anh ra lệnh là tới bờ rồi đổ bộ lên. Thì hóa ra anh nhìn lầm, anh hải quân anh nhìn lầm, anh tưởng là tới bờ, sợ thực cái tàu nó còn đương ở giữa dòng sông, nó chưa vào tới bờ. Thì khi anh hạ cái bừng xuống thì nước nó tràn vào, thì anh em lính ở trong nghĩa là la lên, nước vào nhiều quá mà không xoay trở được vì súng ống đạn dược mang đầy người hết, nên là không có cởi được đồ, nên là chết chìm luôn. Thành ra sau khi tàu này la thì cái tàu của tôi chạy kế tiếp thì biết, thì anh hải quân anh không ra lệnh hạ cái bừng xuống, thành ra tụi tôi không bị ngập nước. Mà riêng cái tàu mà đáng lý của tôi thì bị ngập nước, ngập tràn cái ngập tàu nước. số 2 đáng lý anh lại lên số 1 rồi, cái chiếc số 2 đáng lẽ là của anh đúng không? Nghĩa là nước nó tràn vào ngập hết các anh em ở trong, súng ống Garand rồi Thompson, những cái súng nặng Trung Liên, nghĩa là ôm trong người không có gỡ ra kịp, giày bốt là xô cái nặng làm sao mà rớt ra kịp. Thành ra chết đuối, mất một trung đội gần 20 người, gần 30 người. Chưa đánh trận mà đã chết. Chưa đánh trận gì cả mà mới đã chết như vậy, tụi tôi mất tinh thần quá. Trong khi trên trời thì máy bay bay, ông đại tá Lam Sơn ông chỉ huy trên trời, ông vẫn hô tiến quân vào như thường. Mà trong khi mình ở dưới này thì là anh em mất tinh thần hết rồi, chưa đánh gì cả mà chết 30 người. Tôi lo vớt những bạn bè ở chết đuối ở dưới đó, là vớt lên nằm trên cái bờ sông ở gần Bình Dương, nằm khoảng 30 cái xác chết nằm đó, tụi tôi đâu còn tinh thần nào mà tiến vào trong nữa. Thế tôi mới gọi ông đại hiệu trưởng của tôi mới gọi lên trên trình với ông Lam Sơn ở trên bay trên trời là tụi tôi bị cái tai nạn như vậy, bây giờ tụi anh em mất tinh thần,
tiến quân rất là chậm. Ông bay trên trời, ông không biết, ông cứ bảo chuẩn bị đàng hoàng và vẫn đi như thường. Thế tụi tôi ở dưới này chuẩn bị vớt xác anh em lên, nhìn xác anh em mấy chục người nằm trên trên bờ đường, thương quá. Vớt đủ rồi anh? Dạ. Vớt đủ hết, đủ. Vớt thì chỗ đó nó cũng cạn, mà anh nào mà xui lắm thì là chết chìm ở trong những cái đống lau sậy thì tụi tôi cũng vớt lên được, kéo lên được hết. Về sau anh em hải quân thì các đơn vị khác nó đến phụ kéo lên, thì nằm sấp lớp trên sông Bình Dương nó khoảng 3 người. Thế tụi tôi mất tinh thần quá, xong rồi trong khi lạnh thì vẫn bắt tiến quân như thường, thì tụi tôi lại chuẩn bị anh hai em nào chết ở lại đây thì là tính xong. Thế tụi bắt đầu tiến quân vào thì khoảng chỡ 12 giờ ông Lam Sơn ở trên ông có lệnh, ông gọi xuống, ông bảo thôi anh em chuẩn bị rút về, nghĩa là cái cánh quân này không đi nữa, trong khi các cánh quân khác thì cứ việc tiến, nhưng mà riêng cái cánh quân này không đi nữa. Thành ra cái tai nạn đó ám ảnh tôi đến giờ phút này, nói chuyện lại với Lan vẫn xúc động, và Quế tôi vẫn xúc động, tôi vẫn nhớ tới anh em thôi, nhớ tới những người chết tức tử. Thà là chúng tôi chiến đấu chúng tôi chết, thà là ly trận thì đánh không, rồi không trận chết, không có nói mà đây chưa đánh gì cả, chưa đụng gì cả mà đã chết quá người vô rồi. Lý luôn thì tôi thấy cái chết quá vô lý. Thành ra cái nỗi nó ám ảnh tôi đến ngày phút này, mà ai nói chuyện xưa nay tôi không thích kể những cái chuyện này ra, nhưng mà hôm nay gặp hai cô khai thác tôi kể cho nghe những chuyện. Cảm ơn anh đã nói cái chuyện buồn nhất trong đời lính của tôi. Em nghe mà cũng còn muốn khóc thưa anh. Quá xúc động luôn. Thương lắm. Thấy xác chết anh em nằm bầy trên, tôi không có lòng nào, lòng dạ nào cả. Hay là chúng tôi đụng chạm với cả đạn địch bắn chúng tôi chết, chúng tôi không không buồn, mà thấy tự nhiên chưa đụng chạm gì cả, chỉ một cái sơ sót của hải quân, của một anh hạ sĩ quan hải quân, anh ra lệnh mở cái bừng sớm quá mà tôi chết mấy chục người. Đó là cái chuyện mà đến bây giờ tôi nhắc lại tôi cũng còn muốn khóc. Em thấy anh, tụi em nghe cũng buồn lắm. Thưa anh, như vậy thì mình có cái chuyện buồn thì rất là nhiều, nhưng một trong những chuyện buồn mà anh đáng nhớ nhất, rồi có cái chuyện nào trong đời của Ngũ anh, những cái trận đánh nào mà anh nhớ nữa không anh? Thưa thì vui đó, chẳng hạn như mình có chiến thắng, hay là mình có bao giờ mình được đeo tham dự ở trên ngực anh có mấy cái mề đây, thì em cũng muốn biết là anh như thế là mề đây nào. Tham dự những trận chiến, như là hồi chúng tôi đi ra Phú Yên tham dự trận đánh Vũng Rô, chắc mấy cô nghe về trận Vũng Rô. Mà trận đó chúng tôi thâu được khoảng cỡ chừng mấy ngàn cây súng của Việt Cộng, vì cái nguyên do nó như thế này, là trên trời phi cơ quan sát của mình khám phá thấy có mấy cái tàu lạ nó cập vào bãi biển Phú Yên Vũng Rô tình nghi. Thế mới phi cơ không quân mới báo cáo về, thì Bộ Tư lệnh Lực lượng biển đóng tại Nha Trang mới cử 2 đại đội ra hành quân vào cái khu vực đó, hành quân chung quanh khu vực đó để tìm kiếm cái mục tiêu này. Thì chúng tôi hành quân ngày đầu cũng đụng địch lai dai, thâu được 5-10 cây súng, đã mừng lắm rồi. Đã mừng lắm rồi. Trong khi đó có đại đội 3 do một cái anh đại úy chỉ huy, anh đại úy là đại úy Đỗ Cao Luận, em ruột của trung tướng Đỗ Cao Chí, chỉ huy cái đại đội vào. Thì tụi tôi vào đến nơi thì trong khi cánh quân của tụi tôi đang đụng nhỏ thôi, không đụng lớn, đụng nhỏ độ chừng 5-10 tên du kích bắn người chạy thôi, thì một cánh quân khác do mà ông chỉ huy, mà ông này về sau lên tới đại tá, là đại tá tư vấn chỉ huy vào. Thì vào, ông đi xuống gần dưới chỗ cái tàu nó lên, thì vào trong một cái kho vũ khí của Việt Cộng nó vừa lấy lên, thì khám phá ra là toàn để súng ống mà toàn nhãn hiệu Nga Sô, các cái mới nó tiếp viện Trung Cộng, các cái nó tiếp viện để đưa vào trong Nam, nó đi bằng cái đường biển vào trong Nam. Thì cũng kể chuyện vui, hồi đó ông đại úy tư vấn là ông đại đội trưởng cái đại đội đó, tôi nghe mấy anh trung đội trưởng về sau, và ông tư vấn ông vào ông thấy súng mừng quá, ông xỉu luôn, sướng quá đến nó xỉu luôn, chiến lợi phẩm quá lớn, không bao giờ mà được một cái kho chiến lợi phẩm như vậy. Thế tôi đánh xong cái trận đó, khi là sư đoàn bộ binh của tướng Lữ Lan lên thì phụ giúp chúng tôi thâu dọn tất cả các vũ khí vào về trưng bày ở Ban Mỹ Thuật, mới lại trưng bày
ở Nha Trang là mấy ngàn khẩu súng. Lần đầu tiên trong quân sử Việt Nam Cộng Hòa có một cái trận đánh mà thâu được nhiều, thì những cái trận đó về vui lắm. Anh em về vui và phấn khởi lắm. Liên hoan rồi có gắn huân chương không anh? Trận đó thì cũng chỉ có một số ít người. Lúc đó anh đang mang cấp bậc gì thưa anh? Tôi mang thiếu úy, được mang đương là thiếu úy tạm thời, được lên thiếu úy thực thụ. Thiếu úy thực thụ, mà hồi xưa cấp bậc nhiều lắm, cấp thiếu úy là 2-3 cấp mới được lên. Thiếu úy tạm thời, thiếu úy nhiệm chức, thiếu úy thực thụ, tức là phải lên từng bậc mới được lên. Thành ra về được lên thiếu úy thực thụ cũng là sướng lắm, hãnh diện sướng lắm rồi và được một cái huy chương. Phải thỏa chí tan bồng á. Rồi hồi lúc đó thì anh có yêu văn nghệ hay có đi phong trào gì không? Yêu từ trước khi vào máu văn nghệ mà. Trước khi bây giờ cũng vậy, quen mấy em gái ca sĩ không à đó, ta tên là bây giờ ca sĩ nào cũng biết anh Cường hết. Em cũng muốn thưa với quý vị cũng như các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa là anh Cường là một người có tâm hồn văn nghệ vô cùng luôn, hát bài gì cũng biết hết. Nhưng mà hát rất dở. Dạ anh không có, em chưa nói đâu. để anh hát xong rồi mới nói. Thôi bây giờ em mời anh đứng lên hát. Nhưng mà hát hay không bằng hay hát. Đúng vậy. Tại vì chương trình em có những anh lính lên. Anh là lính mà đâu phải ca sĩ đâu mà sợ. Thành thử ra là thành giao hôm nay theo lời của Lan và Quế thì anh cũng hy sinh. Gọi là xâm mình, em hiểu không? Nhưng mà anh nói về cái bài hát mà anh sắp hát đó, cái kỷ niệm nào mà anh thích cái bài này á, phải nói trước khi anh hát cho khán giả biết. Anh nhập ngũ năm 1962-63 trong cái khoảng thời gian, thì cái bài này của nhạc sĩ Minh Kỳ là bài hát được phổ biến lắm. Mà anh thì hồi đó thanh niên mới lớn lên, thành ra anh cũng nghêu ngao cái bài này. Cái bài hát đó là bài Biệt Kinh Kỳ. Nó nói đúng cái tâm trạng của anh hồi đó. Tụi em cũng thích bài này lắm á, thưa anh. Mời nếu anh... thế thì mời hai em hát chung. Dạ em mời anh hát trước. Anh hát đi rồi nếu mà có gì tụi em cứu bồ. Cái gì anh dòm em cứu anh. Em thấy anh chơi với thì tụi em sẽ cứu bồ anh. Bạn ơi, quan hà xin cạn chén ly bôi. Ngày mai tôi đã đi xa rồi. Thành đô lưu luyến chắn bước chân tôi, trước giờ chia phôi mấy hai không buồn. Kỷ niệm buồn vui mãi ghi trong lòng tôi. Rồi đây mai ngày ai hỏi đến tên tôi, bạn ơi hãy nói khoác chiến y rồi. Người thư sinh ấy đã xếp bút nghiền ra từ trường yêu với bao nhiêu bạn hiền, có vẻ là khi nước non vui bình yên. Như lúc lên đường đưa tiễn chân tôi, thương lên khoe mắt mẹ nhắn đôi lời, giết tổ lập công cho xứng tài trai, sắt son ghi lòng chớ phai. Ai đi chinh chiến xây đắp tương lai, còn đi chinh chiến để nước yên vui. Lời mẹ hiền khuyên nguyện khắc trong tim bao. Bạn ơi, khi nào ai hỏi đến tên tôi, đời tôi lính chiến cánh chim tung trời. Ngày nào khi đất nước hết binh đao, giữa đoàn hùng binh có tôi đi hàng đầu, trở về đồ nắm tay ta mừng nhau.
Như lúc lên đường đưa tiễn chân tôi, thương lên khóe mắt mẹ nhắn đôi lời: diệt thù lập công cho xứng tài trái, sắt son ghi lòng chớ phai. Ai đi chinh chiến xây đắp tương lai, còn đi chinh chiến để nước yên vui. Lời mẹ hiền khuyên nguyện khắc trong tim bao giờ vui. Bạn ơi, khi nào ai hỏi đến tên tôi, đời tôi cánh chim tung trời. Ngày nào khi đất nước hết binh đao, giữa đoàn hùng binh có tôi đi hàng đầu, trở về thành đồ nắm tay ta mừng nhau. Người đi chiều ấy áo nhuộm chiều nay về giữa kinh kỳ say hương. Trưởng và quý chiến sĩ và quý khán giả của chương trình, tôi hát là lính hát, lính già nữa hát, thành ra nếu có gì mà tha thứ. Trời anh giọng ơi, anh hay đó anh. Anh hát tới đây là thấy hay là quá rồi. Anh hát mà tụi em đổ mồ hôi. Tụi em đổ mồ hôi hồn đó, không biết anh. Em đổ mồ hôi hồn, em sợ anh gãy giữa đường. Đúng đó. Em mà sợ anh gãy giữa đường. Bởi mà anh còn hát đổ trở lại giữa ngon lành nữa. Thường thường mình hát một lần là mình ao, mà còn anh còn trở lại giữa ngon lành nữa, thành ra thôi một lần tay đơn cười. Em khen anh chắc kỳ này về anh phải mua cái máy karaoke tập. Đúng rồi, anh tập thêm là anh mai kỳ sau nhịp thôi. Cái giọng anh rất là hay, nhưng mà chỉ có cái nhịp thôi. Dạ. Nghĩa nó cũng theo quá chừng luôn, Nghĩa nó bơi đủ kiểu luôn. Vâng. Nghĩa nó giỏi lắm anh, để đẩy tô bún bò đi. Dạ. Phải lại ăn tô phải lại ăn tô bún bò bún riêu ốc. Anh muốn gãy rồi là cậu ấy bơm thêm. Dạ. Anh mới đi được hết. Dạ, cái bài anh, này. Cái này còn khó hơn đi đoạn đường chiến binh nha. Dạ đúng rồi. Đi lính nó thấy dễ hơn. Anh thấy dễ hơn đi, cái này khó hơn. Bởi vì anh mới là lính, còn tụi em mới là ca sĩ ơi, chứ. Có lời chia sẻ của khán giả tới với chương trình Tiếng Hát Hậu Phương rồi. Trước tiên là lời chia sẻ của chị Bạch Mai ở Florida. Em chào chị Bạch Mai. Chào chị. Hôm nay có anh khách mời rất là hay, nói rất là hay, nói chuyện về đời lính. Muốn hai cô hát bài Các Anh Đi của nhạc sĩ Văn Phụng. Chúc đài luôn thăng tiến và có nhiều chương trình hay. Dạ thưa chị Bạch Mai, tụi em cũng đã có hứa với chị Mai là chúng em sẽ hát một cái giống như là một cái chủ đề là Các Anh Đi Các Anh Về, và nếu anh về bên em đã chuẩn bị hết trơn rồi, thì để những chương trình sau thì em sẽ hát đủ mấy bài để tặng chị. Thưa chị Bạch Mai. Dạ vâng. Sau đây là lời chia sẻ của anh Trung Nguyễn ở Philadelphia. Chúc hai cô và chú lính Việt Nam Cộng Hòa và anh em trong đài luôn bình an và hạnh phúc. Muốn hỏi hai cô là chị em hát bài Anh Đi Chiến Dịch thì nên mặc đồ lính hay là áo dài? Nhờ hai cô chia sẻ là nên mặc thế nào? Nam hát hay nữ hát? Chị em chắc là người chị nữ là hát nữ. À. Thì Trang Thái Lan cũng có thâu cái bài Anh Đi Chiến Dịch cho Trung Tâm Đỗ Thanh mà Trang Thái Lan mặc áo dài. Thì cái đó là mình nói về những người anh đi chiến dịch thôi. Mình có thể là mình là người kể chuyện lại cũng được. Hoặc là mình muốn giả trai, mình muốn là bận đồ lính cũng được. Thưa Trung Nguyễn. Dạ, tùy theo. Tùy theo mình thích thôi. Dạ. Dạ vâng, tùy theo mình thích hay không thích. Dạ vâng. Thưa anh, như vậy thì mình còn bao nhiêu phút? À, có lời chia sẻ nữa, để bữa đọc luôn lời chia sẻ nữa. Dạ, thưa chị Tư. Dạ, em chào chị Tư, con lấy tiên kết chị Tư mình đó. Dạ, chào chị Tư Đảo. Chị Tư Đảo, dạ. Gửi lời chào hai em Trang Thanh Lan, Phương Hồng Quế. Chúc mừng sinh nhật Phương Hồng Quế 19 tháng 6. Em cảm ơn anh Tư, chị Tư. Anh Tư nói anh Cường có lý lắm đó. Chị Tư khen Cường hát bài Biệt Kinh Kỳ rất là hay. Bản nhạc này chị nghe lúc 10 tuổi, lúc còn ở Long Khánh. Wow. Cảm ơn đài Hồng Việt có chương trình Tiếng Hậu Phương rất hay, để cho đồng bào nhớ lại những bài hát trước năm 75 và biết được các anh cụ quân nhân Việt Nam Cộng Hòa ngày trước. Vâng, cũng xin gửi lời chào anh chị Tư, Thiếu tướng Lê Minh Đào. Nghiên trưởng nghe tôi hát, nghiên trưởng có chạy đi chỗ khác không?
Chỉ sợ như trường chắc nghe đổ mồ hôi. Như trường tát mồ hôi thì phải chạy đi vào trong bếp hay thì tránh không nghe. Hôm nay là cả hai ông bà đều theo dõi chương trình, là nghĩa là anh Cường là một vị khách rất là đặc biệt, cho nên là từ mấy ngày qua đó là nghĩa là anh Tư đã gọi cho em rồi đó, để mà hôm nay nhất định phải coi anh Cường hát đó. Coi anh Cường hát chứ còn đánh trận thì biết rồi, mà chưa thấy anh Cường hát cho nên hôm nay là muốn coi anh Cường hát. Mà được người khen, có chị vâng, thì Tư chị khen Tư rồi. Khen cũng mừng, chị Tư biết sáng nay phải dạ, uống mấy liều thuốc mới dám lên đài gặp hai cô này. Dạ. Uống thuốc trợ tim phải không anh? Uống thuốc bổ. Có một khán giả mạnh dạn thêm tí nữa. Thì anh có một khán giả email vô tiếng hát Hậu Phương. À, có chia sẻ những cái bài thơ rất là dễ thương. Em xin phép em được đọc đây. À, Xuân Hương, kính chào hai cô Phương Quế và Trang Thanh Lan. Chương trình của hai cô luôn luôn hấp dẫn, nghe hoài không chán, xem hoài thêm mê. Cầu xin trời Phật ban phước lành cho hai cô nhiều sức khỏe, trẻ đẹp và hát hay, mãi mãi dẫn chương trình thêm hấp dẫn. Các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa thêm mê say, xem như thời ta ở Sài Gòn trước 1975. Các cô có sắc đẹp và giọng ca hay, Xuân Hương chỉ có nụ hôn tặng các anh chiến sĩ nhân ngày quân lực 19 tháng 6. Bài thơ ngắn này có nhờ xem chương trình của hai cô đây. Xin mời hai cô cùng đọc. Cảm ơn. Dạ vâng, đây là mấy câu thơ của chị Xuân Hương gửi qua email tiếng hát Hậu Phương. Tình quân dân em gái Hậu Phương, nụ hôn xưa nồng cháy, chờ đợi đã lâu rồi, về thăm em anh nhé, mật ngọt còn trên môi. Anh vẫn mơ một ngày về, anh xin giữ vẹn lời thề, đấu tranh cho một ngày về quê hương, gửi em khúc hát yêu thương, tiếng hát nguyệt ánh còn vương bên mình. Dạ, cảm ơn chị Xuân Hương. Cảm ơn mấy câu thơ rất là ngắn nhưng mà nó tràn đầy ý nghĩa chân thật. Dạ vâng, cảm ơn chị Xuân Hương rất nhiều. Thì tiện đây Phương Hồng Quế cũng có vài lời để chân thành cảm ơn. Trước tiên là các bạn bè xa gần, thì vừa rồi là anh Tư chị Tư cũng đã chúc mừng sinh nhật Phương Hồng Quế là ngày hôm qua. Ngày 19 tháng 6 là ngày quân lực. Đúng là cái ngày sinh nhật của Phương Quế là ngày hôm qua chứ không phải hôm nay. Nhưng mà trước đó mấy ngày thì rất là nhiều để người... mình đem cái bánh lại ha. Thôi khỏi, mình lớn rồi, nó qua rồi, để bánh cho các em ăn thôi. Năm nào cũng vậy đó, Trang Thanh Lan thì trước ngày thì làm được, còn Phương Hồng Quế thì sau thường thường một hai ngày. Nhưng mà hôm nay cũng rất là vui. Tiện đây Phương Hồng Quế cũng cảm ơn tất cả các anh chị, các bạn xa gần đã gửi những lời chúc mừng đến cho Phương Hồng Quế, những lời chúc rất là tốt đẹp. Và cũng có một chị gửi thơ vào là chị Bảo Hà, gửi thơ vào tiếng Hậu Phương. Chị cũng có sinh nhật ngày 19 tháng 6. Em cũng xin chúc mừng chị Bảo Hà được thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Và chị cũng có yêu cầu bài Còn Yêu Em Mãi đã hai lần rồi mà Phương Hồng Quế với Trang Thanh Lan cứ miss, tức là mình sót đó, sơ sót, thì xin cáo lỗi với chị. Thì chắc chắn là tuần sau Phương Hồng Quế với Trang Thanh Lan sẽ hát cái bài Còn Yêu Mãi để tặng cho chị Bảo Hà. Bài này nghe tình lắm chị. Dạ ơi. Vâng, như là chúc, như một lời happy chúc mừng birthday chị. Dạ. Dạ, như là chúc mừng chị. Dạ vâng. Nếu mà còn giờ thì chắc Phương Hồng Quế cũng xin phép một giây để cảm ơn cộng đồng Colorado. Vừa thứ bảy vừa rồi, tức là ngày 18 tháng 6, Phương Hồng Quế có trình diễn ở cộng đồng ở Colorado. Các anh có tổ chức một buổi kỷ niệm 19 tháng 6 quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và gia đình của bác Bùi Mai là anh Sử Ngọc Minh cũng đã bảo trợ cho Phương Hồng Quế. Và chương trình rất là cảm động. Các binh chủng, các anh mặc những mẫu lính rất là cảm động. Phương Hồng Quế xin cảm ơn cộng đồng ở Colorado thật là nhiều. Chúng mình còn mấy phút nữa ha? Còn mấy phút. Dạ thưa anh, bây giờ thì mình muốn hát cái gì không? Hay là mình hỏi anh tiếp đi. Hỏi tiếp. Anh bây giờ anh muốn hát chung với tụi em nữa hay là anh muốn tâm sự nữa? Thôi để cho anh kể anh chuyện. Anh kể chuyện đi. Dạ. Thưa anh, chuyện thì bây giờ dẫn. Để tiếp tục câu chuyện là anh, lúc mà anh đi, khi nào thì anh trở về thành phố anh? Thưa anh đi đánh trận như vậy thì bao giờ thì anh quay về thành lúc phố? Lúc nào mà có lệnh đi hành quân thì đi hành quân, mà khi nào mà không có lệnh đi hành quân thì tụi anh về thành phố làm cái nhiệm vụ bảo vệ an ninh trong thành phố. Anh còn nhớ lại một cái câu chuyện này, anh muốn kể ra cho Quế mới Lan biết cái chuyện mà anh cũng ấm ức trong lòng bao nhiêu lâu ra, mà hôm nay anh được dịp lên cái chương trình này thì anh kể cho Quế mới nghe về cái chuyện mà hồi xưa, cái thời gian mà anh trực ứng chiến ở Sài Gòn ấy, thì
anh là trung đội trưởng nhảy dù, mà biệt phái cho anh, biệt phái vào quân vụ thị trấn để giữ gìn an ninh ban ngày, đi tuần tiễu bắt du đảng, đi tóm lại là giữ gìn an ninh thành phố. Thì nhảy dù biết, mà cũng đi giữ gìn an ninh đó ha. Vâng, vì lúc đó tình hình nó biến động, anh hiểu. Thành ra các đơn vị nào mà không phải đi hành quân là phải về giữ an ninh thành phố, đóng trong vườn tao đàn. Em thấy nhảy dù, 81 biệt cách nhảy dù, đóng trong vườn tao đàn, đóng là mang tiếng là nghỉ dưỡng quân nhưng mà là giữ an ninh cho thành phố. Thì anh kể cái chuyện này nó cũng lâu rồi, nhưng mà đến giờ phút này anh vẫn nhớ hoài câu chuyện đó. Là khoảng năm 1900, cái vụ em biết cái vụ Việt Cộng hồi xưa hay ca tụng cái vụ Nguyễn Văn Trỗi đây, Nguyễn Văn Trỗi, cái anh đó, anh đặt bom ở cầu Công Lý để anh ấy định giật bom giết chết cái ông bộ trưởng quốc phòng McNamara sang thăm viếng Việt Nam. Thì anh ấy đặt bom, thì anh ấy lội xuống cái chân cầu Công Lý ấy, anh lội dưới mấy cái luồng rau muống, anh đi dây hay thế nào không biết, nhưng mà mấy ông cảnh sát ông gác ở trên ông thấy tại sao cái lọ lục bình này nó cứ trôi hoài. Mới lấy súng cật bin bắn xuống mấy phát, anh ở dưới anh sợ quá, anh trồi lên thì là bắt được anh ấy. Anh xưng tên anh là Nguyễn Văn Trỗi, mục đích của anh là căng cái dây mìn ra cầu Công Lý để giết ông bộ trưởng quốc phòng, sẽ đi từ Tân Sơn Nhất đi về tòa đại sứ hay đi đâu ngang cái cầu Công Lý đó. Thì cái vụ đó anh cũng chỉ nghe báo chí biết tin thôi, nhưng mà hôm anh đương trực ở quân vụ thị trấn, cái trung đội của anh trực ở quân vụ thị trấn, thì ông đại tá quân dân trưởng hồi đó, anh còn nhớ tên ông đại tá Phạm Năng Bùi, ông gọi lên ông nói với anh: Thiếu úy, ngày mai mình có cái nhiệm, trung đội của thiếu úy có cái nhiệm vụ là giải giao tù Nguyễn Văn Trỗi đi ra tòa án binh Sài Gòn đóng ở bến Bạch Đằng để xử tội về cái vụ đặt bom. Thì anh nhận được lệnh, anh về anh thông báo cho anh em trong trung đội biết là sáng mai thay vì mình phải đi gác ở các chỗ khác thì sẽ tập trung về quân vụ thị trấn và sẽ đi vào khám Chí Hòa để đưa tù binh Nguyễn Văn Trỗi này đi ra tòa án binh mặt trận. Hồi đó nó nằm trong cái khu vực hải quân ở khoảng số 3, số 5 bến Bạch Đằng ấy. Thì trước khi mà đi thì ông đại tá Định ông gọi anh lên, ông bảo có cái tin là ngày mai Việt Cộng nó định cướp tù. Vì Nguyễn Văn Trỗi là một cái nhân vật nổi tiếng của nó định có cái kế hoạch cướp tù. Thành ra ngày mai thiếu úy phải cẩn thận, sắp đặt anh em cho đàng hoàng, hiến binh sẽ giải tù Nguyễn Văn Trỗi và các em sẽ vào trong Chi Hòa đưa Nguyễn Văn Trỗi đi ra tòa án binh. Thì sáng hôm đó anh về anh họp với anh em xong thì tụi anh có hai cái xe GMC, thì anh sẽ phân phối là một cái xe GMC đi phía đầu mà một cái xe GMC đi phía sau, và xe của hiến binh chở tù thì đi giữa và cái xe Jeep của anh thì chạy sau, để mục đích là giải giao ra tòa án quân sự mặt trận thôi. Thì sáng hôm đó anh dậy thì ông đại tá gọi anh lên: có việc gấp, lên đây. Anh chạy lên anh trình diện, ông đưa cho anh khẩu súng Lulo nhỏ. Anh bảo quan trọng đấy thưa quý, kỳ này nó cướp tù, mà nó cướp tù ấy là tụi mình chết, sẽ bị khiển trách. Ông đưa cho anh khẩu súng, ông bảo: thưa quý, lên ngồi cạnh Nguyễn Văn Trỗi và trên đường giải giao tù binh từ khám Chi Hòa đi ra bến Bạch Đằng, thì nếu mà nó cướp tù thì nhiệm vụ của thiếu úy là phải bắt chết cái thằng Nguyễn Văn Trỗi này cho tôi. Anh ok, đại tá ra lệnh là tôi làm. Thế anh cầm câu súng lên, nhưng mà anh đi xe Jeep mà anh lại đâu có ngồi cùng xe với hiến binh. Anh gọi ông thường vụ trung đội lên, ông bảo: thượng sĩ lên đây tôi nhờ chút việc. Bây giờ tôi cắt thượng sĩ vào ngồi trong xe tù luôn, ngồi trong xe tù với Nguyễn Văn Trỗi. Và nếu mà trên đường đi từ khám Chi Hòa ra bến Bạch Đằng mà nó cướp tù thì tôi đi xe dép phía sau, tôi nhảy lên, tôi gật đầu một cái là anh bắt thằng này chết cho tôi. Bàn giao công việc, sắp đặt anh em hết trơn rồi. Xe GMC đằng trước, đằng sau, hai bên, anh em đứng chĩa súng ra đường. Thì 3:30 mấy sáng anh đi vào trong khám Chi Hòa, anh đón Nguyễn Văn Trỗi ra.
thì lúc đón Nguyễn Văn Chỗi ra thì có cái xe hiến binh, hồi xưa chưa có quân cảnh, có quân cảnh nhưng mà hồi đó thời còn hiến binh, thì đằng sau cái xe nó có một cái mảng cửa sổ như chấn song ấy. Thì anh chỉ kia ông kia vào ngồi cạnh Nguyễn Văn Chỗi và anh bảo anh đứng ở ngoài này, khi nào tôi ra lệnh cho anh bắn là anh bắn. Thế trên đường đi ra thì nó là quan trọng lắm em hiểu, đi ra sợ lắm, thấy nó cướp tù mà, nhất định nó cướp tù thì nghe mình sợ nó cướp tù thì mình chết. Mình vừa mang tiếng, vừa đủ thứ chuyện hết. Thế anh chạy cái xe Jeep đằng sau, cái xe tù binh ấy, thì đến khoảng ngã 6, chỗ đường Thái Lập Thành nó có cái ngã 6 thật bự. Nghĩa là khắp nơi xe lục tỉnh, các nơi nó về đậu đó. Thì vừa chạy ra cái chỗ ngã 6 ấy, thì anh nghe thấy tiếng, một tiếng nổ, ầm một tiếng như là quả bom nổ ấy. Anh bảo chết cha, nó đánh rồi. Anh ra lệnh cho hai anh em bố trí chung quanh. Anh cầm cái cây, hồi đó anh cầm cái cạc pin bắn xếp cho anh cặp vào nách, anh chạy lên. Anh chạy lên ấy thì anh ngó ngó chung quanh, anh quan sát địa thế, thấy không có gì cả, chỉ có tiếng nổ đó, chưa thấy đạn bắn ra ở phía nào cả, hay là có âm mưu xung phong đến cướp tù gì cả. Anh quay cây súng cạc pin vòng vòng, anh thấy không gì. Anh yên chí, anh nhảy lên cái xe. Thì trên xe của anh, cái ông thường sĩ của anh, thường vụ của trên xe, ông đã lên đạn, ông dĩ vào Nguyễn Văn Chỗi rồi. Ông ở ngoài, ông hỏi chui, chờ cái gật đầu của anh. Nếu mà anh gật đầu một cái là ông bắn Nguyễn Văn Chỗi chết liền. Anh lắc đầu, anh không có chuyện gì cả. Thế sau khi anh bố trí lại tất cả, đoàn xe tiếp tục chạy ra tòa án binh bến Bạch Đằng. Thì ra tòa án binh bến Bạch Đằng ấy, thì vừa đến tòa án binh bến Bạch Đằng thì xe vừa đậu xuống thì vừa trải Nguyễn Văn Chỗi vào để chờ 8-9 giờ tòa mới xử. Thì vừa vào thì anh thấy một người đàn bà ngồi ở ngay gốc cây ấy, mấy hai đứa con ngồi ngay gốc cây ấy, ùa lên định chạy ra gặp Nguyễn Văn Chỗi. Thì anh ra lệnh cho anh em chặn lại, không cho gặp Nguyễn Văn Chỗi. Nhưng Nguyễn Văn Chỗi nó quay lại với chỉ nói vợ nó, anh không cho gặp. Thế lại trải dẫn cái bà đàn bà ra gốc cây ngồi lại. Thì anh vào nơi thì Nguyễn Văn Chỗi là một thanh niên như thế nào, là một chàng trai cỡ chừng, anh hồi đó anh thấy nó gầy còm ốm yếu thương hại lắm em ơi, gầy còm mà nó lạnh, chắc tối qua ở trong khám nó không được ăn, hay nhốt chữ hòa nó không được ăn. Việc đầu tiên là anh lấy một, anh thì không hút thuốc, anh ra anh lấy thuốc của lính, anh cho tao điếu thuốc. Anh vào anh mồi thuốc, anh cho Nguyễn Văn Chỗi hút cho nó ấm lòng, nó mình khỏe thưa, lại. Thưa, nên, thưa anh, em, ơi, anh tiếp anh tục, bảo. Em xin phép anh, em xin phép anh ngưng ở chỗ này là tại vì như thế này. À, chúng ta sẽ trở lại trong chốc lát vì chúng ta chương trình chúng ta hết giờ, tạm ngưng trong giây lát. Và chúng ta sẽ trở lại cái câu chuyện lý thú như thế này. Thì cái giai đoạn tới đó thì mình sẽ nói thêm, nói rõ hơn. Thì mình có thời giờ mình cắt nghĩa rõ hơn về những cái tính nhân đạo của quân lực Việt Nam Cộng Hòa của mình. Và xin phép anh Cường, xin phép quý vị cho chúng tôi tạm ngưng chương trình trong giây lát để mời quý vị xem thông tin thương mại của đài. Anh vui xa trường cho lòng em nhớ thương, cho em cả bài tiếng hát hậu phương. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn ảnh của Hồng Việt TV. Kính thưa quý vị, chương trình tiếng hát hậu phương được đặc biệt bảo trợ bởi công ty điện tử Teletron. Teletron có rất nhiều chi nhánh trên khắp các tiểu bang Hoa Kỳ, một nơi chuyên bán những vật dụng điện tử như TV, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, bàn ghế, giường nệm đều được làm tại Italy. Đặc biệt nhất vẫn là chiếc ghế massage vật lý trị liệu hiệu Inada được làm chánh gốc tại Nhật Bản. Thời gian vừa qua quý vị đồng hương sử dụng và rất yêu thích. Quý vị có nhu cầu mua sắm xin vào thăm trang nhà teletronusa.com. Quý vị có thể điện thoại để mua sắm qua số 877-892-6999. Và nhân dịp lễ độc lập July 4 và chi nhánh thứ 14 Teletron khai trương tại Seattle, Teletron có những chương trình on sale rất là đặc biệt. Mong quý vị đến với Teletron ở khắp nơi để mua sắm nhân dịp lễ độc lập sắp tới. Và chương trình tiếng hát hậu phương cũng được bảo trợ bởi Trung tâm Dược thảo Thu Thảo, chuyên bán các loại dược thảo hiếm quý sản xuất tại Hoa Kỳ
tọa lạc tại 8931 Westminster Avenue, góc đường Magnolia, đang có chương trình giảm giá đặc biệt của khán giả Tiếng Hát Hậu Phương. Dịch thực thảo Slimline giảm cân, không bị mệt, không bị khát nước hay đói bụng, lại rất là khỏe khi xuống cân, gồm có đông trùng hạ thảo, nấm linh chi, an toàn sử dụng. Và dược thảo được quý vị hưởng ứng rất nhiều là Herb Protect, giúp lưu thông máu, chống cục máu đông, điều hòa huyết áp, đồng thời cũng trợ tim và bổ thận, phòng chống tai biến mạch máu não, tăng cường trí nhớ. Điện thoại liên lạc 714-895-8584 hay 1-800-320-5988 hay vào thăm trang nhà crimsonoak.com. Dạ vâng, chương trình này cũng được bảo trợ bởi công ty điện dược thảo Cảnh Thiên. Công ty dược thảo Cảnh Thiên, một thương hiệu có uy tín về dược thảo đông y. Đông y sĩ Cảnh Thiên với kinh nghiệm trên 50 năm xem bệnh rất hay, thuốc thang đúng bệnh. Ông đã từng giúp hàng trăm nghìn đồng hương chiến thắng những căn bệnh hiểm nghèo, giúp quý vị cao niên chọn liệu pháp dưỡng sinh, tăng sức khỏe và tuổi thọ. Chúng tôi luôn lấy phương châm tất cả cho sức khỏe để phục vụ đồng hương, có xem mạch, hút thuốc thang, có trên 140 mặt hàng dược thảo đặc chế rất công hiệu. Muốn mua dược thảo 100% organic của công ty dược thảo Cảnh Thiên, xin liên lạc số 714-775-1069. Ngoài Cali xin gọi 855-775-1069, mở cửa 7 ngày từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Đây là nơi làm việc duy nhất của đông y sĩ Cảnh Thiên, không có chi nhánh nào khác. Xin đồng hương lưu ý để tránh lầm thầy, lầm thuốc. Và chỉ còn có mấy ngày nữa thôi là Hội Tương trợ của Chiến binh tỉnh Bình Thuận Hải ngoại sẽ tổ chức một show gọi là chương trình đại nhạc hội ân tình tại nhà hàng Paracel với mục đích giúp đỡ đồng đội tại quê nhà, sẽ được tổ chức vào cuối tuần này, ngày Chủ nhật, ngày gì 2 tháng 6? Ngày Chủ nhật. Mà đặt gì vậy? 18 ngày 25 tây tháng 6 tới đây. 15/6. Là Chủ nhật này lúc 5 giờ rưỡi chiều tại nhà hàng Paracel Seafood, thành phố Westminster, California. Các ca sĩ góp mặt trong chương trình có Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan, Mai Lệ Huyền, Tuấn Châu, Tuấn Vũ, Đặng Thế Luân, Đăng Vũ, Thảo Ly, Nguyễn Đan, Minh Hùng, Bạch Kim Hoa, Liên Thảo, Hữu Thọ, MC Việt Thảo, Ngọc Đăng Thanh. Giá vé 40 đồng, bao gồm ẩm thực. Và đặc biệt mỗi thực khách được tặng một đặc sản ân tình. Xin liên lạc mua vé qua chị Dung 714-235-9989, 714-235-9989. Ban tổ chức trân trọng kính mời. Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi đang tiếp chuyện với Thiếu tá Phạm Đức Cường, anh thuộc lực lượng đặc biệt. Và hồi nãy thì anh đang nói câu chuyện gian dở là anh áp tải Nguyễn Văn Trỗi là từ ở Khám Chí Hòa đi ra tới cái chỗ để mà xử tòa án quân ra sự, để xử binh quân sự ở Bến Bà Đằng. Dạ vâng. Bến Bà Đằng. Thì xin anh tiếp tục câu chuyện đang gian dở hồi nãy rất là lý thú. Mọi người đang theo dõi rất là hồi hộp, thì anh có thể tiếp tục cái câu chuyện anh nói dở dang, thưa anh. Vâng, xin tiếp tục cái câu chuyện. Cái câu chuyện này nó cũng xảy ra mấy chục năm. Thành ra nó cũng có thể tôi nói chuyện nó cái thời gian nó không được đúng lắm, nhưng mà đây là câu chuyện thật. Và câu chuyện tôi là người trong cuộc, thành ra tôi xin trình bày với tất cả cái sự thật của tôi. Thì tôi khi đó mà cái xe, đoàn xe chở tù binh ra đến chỗ bến Bạch Đằng rồi. Thì xe vừa đậu xuống. Hai xe GMC, xe quân cảnh, xe Jeep của tôi vừa đậu xuống xong, thì thấy trong một góc cây bên kia đường có một người thiếu phụ và hai đứa con chạy sầm về chỗ Nguyễn Văn Trỗi. Tôi mới ra lệnh cho anh em giữ người đàn bà đó lại, không cho lại tiếp xúc với Nguyễn Văn Trỗi. Thì trong khi đó Nguyễn Văn Trỗi nó cũng quay lại, nó nhìn, nó biết là người đàn bà đó là ai. Và khi tôi đến tôi gặp Nguyễn Văn Trỗi, tôi hỏi ai đó em? Nó bảo vợ em. Xong tôi mới bảo bây giờ cậu cứ vào làm thủ tục các cái đi, xong rồi lát nữa tôi giúp đỡ được cái gì thì tôi sẽ giúp đỡ cậu sau. Thế thì khi anh em trải người, dẫn người đàn bà ra bên kia đường rồi, thì tôi mới tòa án quân sự mặt trận nó có một tiểu đội nó ra nhận tù binh. Tụi tôi giao tù binh đó vào cái trạm gác cho tòa án quân sự. Thì cái anh tiểu đội trưởng, cái tiểu đội mà ra nhận tù binh này là anh bạn tôi. Một anh hạ sĩ quan, nhưng mà anh là cũng nổi tiếng Sài Gòn lắm. Anh là anh
Tony Sơn mới ở bên Tây về. Anh Tony Sơn hồi đó anh đương bạn với chị Lệ Thu, chị ca sĩ Lệ Thu. Thành ra anh là dân chơi mà bây giờ làm lính, mà lính ở nhà quân Pháp mà là tiểu đội phòng thủ canh giữ nhà quân Pháp tòa án. Thế tôi bảo Sơn toa cho vào bàn giao tù cho toa để khi nào toa xử thì toa đem nó ra toa xử, thì đem vào cái bốt canh ở trong đó. Thế tôi mới vào, tôi gặp Nguyễn Văn Trỗi thì tôi thấy anh là một anh chàng thanh niên gầy còm ốm yếu mà xanh xao mà run lầy bẩy đó. Khoảng bao nhiêu tuổi anh? Khoảng cỡ chừng 20 mấy, gần 30 tuổi thôi, không có đích xác. Vì anh gầy còm mà người tong teo, không có dáng gì là một anh hùng đấy, là một lực sĩ gì cả, nó là rất tầm thường. Thế tôi mới bảo vào xong, tôi thấy anh run quá, anh run lập cập mà đói nữa. Tôi mới lấy thuốc của anh em, mình thì không hút thuốc mà, phải ra ngoài xin cho ta điếu thuốc, vào châm lửa mồi cho anh hút thuốc. Đợi hút xong điếu thuốc, tôi mới vào, tôi hỏi, bảo em từ đêm qua em đâu có được ăn uống cái gì, em ở từ nhà thù giải ra đây chưa ăn uống gì cả. Và chưa ăn uống thì ngồi đây anh đi kiếm đồ ăn cho em. Tôi lại đi ra kiếm đệ tử. Kiếm đệ tử thì đệ tử tôi là luôn luôn nó có đồ ăn trong ba lô nó. Bánh chưng, bánh tét. Tôi lấy một cái bánh chưng, bánh tét vào. Rồi bóc bánh chưng, bánh tét. Ăn đi. Hút thuốc ăn đi. Cho chai nước lọc nó uống. Ăn đi. Thế ăn chừng khoảng 15-20 phút. Xong rồi nó... Tôi vào tôi hỏi sao, bây giờ tỉnh lại người chưa? Cảm ơn thiếu ý, thiếu cho em uống hút điếu thuốc và ăn cái bánh chưng này ngon quá. Chưa bao giờ ăn ngon thế trong đời rồi. Thế tôi bảo bây giờ em muốn cái gì? Và có thể giúp em gặp vợ em được không? Tôi bảo được chứ. Người khác không làm được nhưng mà tôi làm được, tôi giúp em. Tôi cho mấy chị nữ quân nhân mà ở nhà quân Pháp ấy, mới lại lính của tôi đi ra khám vợ chồng, khám bà vợ Nguyễn Văn Trỗi ở ngoài kia, khám xem nó có mang đồ tiếp tế gì cho chồng nó không. Xong khám xong xuôi vào báo cáo không có mấy cái áo vớ vẩn thôi, nghĩa là không có hai vợ con nó nhiêu nhóc đó, đứng ngoài kia. Tôi mới bảo thôi bây giờ tòa chưa xử, tòa phải phiên tòa phải cỡ chừng 8:30, 9 giờ mới xử. Dẫn nó vào đây cho nó gặp vợ. Em thấy anh làm cái việc đó là đúng ra luật không cho anh làm không, nhưng anh thấy cái vấn đề nhân đạo mà cũng không thiệt hại gì, anh đã khám xét cả hai bên rồi, không có cái gì là nguy hiểm cả. Thành ra anh cho vợ Nguyễn Văn Trỗi vào gặp Nguyễn Văn Trỗi tại cái đồn binh ở đó, và có người đứng canh gác ở đàng hoàng, lính của anh và cả nữ quân nhân đứng gác. Thì hai vợ chồng vào ôm lấy nhau mừng mừng tủi tủi, thương lắm, thương chồng lắm. Thì anh cho gặp nhau cỡ chừng khoảng 15 phút, 15-20 phút thôi. Thì lúc đó anh thấy đồng hồ cũng 7 giờ rưỡi, 8 giờ rồi. Mà phiên tòa thì có thể nó sẽ bắt đầu sớm, khoảng 9 giờ, 8 rưỡi thì anh bảo bây giờ gặp nhau đủ rồi nha. Thôi bây giờ đi ra ngoài đi. Thế anh lại cho giải cái vợ Nguyễn Văn Trỗi đi ra ngoài lại. Thì nó lại ra ngoài cái gốc cây ở ngoài nó ngồi chờ. Thế là cái phiên tòa xử Nguyễn Văn Trỗi diễn ra vào hồi 9 giờ, đúng 9 giờ diễn ra, sau khi cái anh bạn anh dẫn một tiểu đội lính ra trước mặt mấy ông ủy viên quân sự bắt súng chào rồi quan tòa ra. Thì cái phiên xử anh cũng chẳng thèm vào nghe nữa, anh đứng ngoài thôi. Anh đứng vào nghe vì cái nhiệm vụ của anh là sao? Sau khi cái phiên tòa đã xử xong thì anh có nhiệm vụ lại phải trải giao Nguyễn Văn Trỗi về lại khám tri hoàng. Đó là nhiệm vụ của anh, chỉ có vậy thôi. Sau khi xử xong phiên tòa Nguyễn Văn Trỗi thì trước khi, lúc đó khoảng cũng gần 11, 12 giờ trưa rồi, trước khi chở Nguyễn Văn Trỗi về lại khám chính tòa, anh vào thì nó quỳ, nó lại anh quỳ xuống vào, chú ý đối xử với em tốt quá, bây giờ em có một điều này em muốn xin nhờ thiếu úy giúp em. Anh bảo muốn giúp cái gì? Giúp em là nhờ thiếu úy ra nói với con vợ em là không ở miền quê nữa mà kiếm cách lên Sài Gòn mà ở, vì em bị tụi nó ép buộc làm cái việc này chứ em đâu có muốn làm, nhưng mà em ở cái vùng sôi động, em không làm thì cũng chết với tụi nó. Thế anh
ok, anh giúp được cái chuyện đó. Thế anh mới ra gặp Nguyễn Văn Trỗi, anh nhắn lại, đây này anh Trỗi, anh nhắn lại cho chị, tôi nói cho chị nghe nha, là chị không ở dưới quê nữa, chị tìm cách di chuyển lên Sài Gòn để làm mướn hay làm gì không biết mà sinh sống, vì ở dưới quê anh ấy bị ép buộc làm những cái việc như vậy chứ anh đâu không muốn làm. Bà vợ cũng sụt sùi nói với anh là vâng, em sẽ làm theo ý của ông. Thế sau cái đó em theo, trong khi mà quân đội mình, tụi anh hồi xưa học ở trong trường được học cách đối xử với tù binh. Yeah. Anh thương tù binh cũng như là một người bạn vậy, dù nó khác chiến tuyến nhưng mà đến lúc nó xa cơ rồi, mà đến lúc mình trông thấy cái hoàn cảnh nó như vậy, tình người đối với nhau, anh ra anh nói với vợ Nguyễn Văn Trỗi, xong rồi Nguyễn Trỗi về và anh cho Nguyễn Văn Trỗi lên xe hiến binh trải ra trở về lại khám chi hoàng. Đó là cái nhiệm vụ của anh chấm dứt ở đây. Yeah. Nhưng mà anh muốn nhấn mạnh ở cái điểm là quân đội Việt Nam Cộng Hòa chúng anh hồi xưa, yeah, từng được học trong trường, từng ra ngoài, yeah, mặt trận, ngay cả lúc ngoài mặt trận tụi anh đối xử với tụi nó cũng như vậy. Em xem như là những trận chiến mậu thân, nhiều cái video clip ấy, em xem là, yeah, tụi anh bắt dưới hầm, yeah, lên đói rách hôi thối đủ thứ, tụi anh lên cho hút thuốc, cho ăn bánh chưng cho nó tỉnh táo lại, xong ngồi nói chuyện. Thì khoảng thời gian bao nhiêu lâu nó mới bị xử tử anh Nguyễn Văn Trỗi? Hết nhiệm vụ của anh rồi, nhưng mà về sau mấy tháng sau anh có nghe nói là nó bị xử tử. Thì lúc đó anh lại đi hành quân chỗ khác rồi, anh không còn cái nhiệm vụ ở đó rồi, thành ra anh không có biết gì về chuyện, yeah, sau cả. Nhưng mà anh chỉ muốn nói lên cái khía cạnh nhân đạo của quân đội Việt Nam Cộng Hòa đối với tù binh cộng sản. Cảm ơn anh Cường rất là nhiều. Có một cái lời chia sẻ của người lính già ở Tennessee, em xin phép cho em được đọc lời chia sẻ của người lính già ở Tennessee. Em chào người lính già. Chào hai cô Trang Thái Lan, Phương Quế, Thiếu tá Cường và Nghĩa Sữa. Lúc nãy Thiếu tá Cường có nói đi Bình Dương, chiến khu D, người lính già cũng từng đi ở đó, bờ cao hơn nước thành ra nguy hiểm. Việc cộng trên bờ lấy đá chọi, nếu trúng nước thì kêu khác, trúng tàu thì kêu khác, thành ra rất nguy hiểm. Yêu cầu hai cô hát bài sao bắt đẩu để nhớ lại đại úy Nguyễn Ngọc Bích chết 3 lần. Và bài này cũng xin tặng anh em hải quân để nhớ lại những ngày chiến đấu và nhớ lại những anh đã hy sinh, nhất là thủy thủ đoàn của chiếc HQ-10 đã trở về lòng biển mẹ. Chúc hai cô lúc nào cũng trẻ đẹp. Em cảm ơn người lính già rất là nhiều. Bài sau bắt đầu là những kỳ tới chúng em sẽ hát, thưa anh, cho em, dạ, chưa có chuẩn bị. Dạ vâng. Cảm ơn người lính già là vị khách rất là thường xuyên của chương trình Hậu Phương. Chương trình của chúng ta. Dạ vâng. Sau đây là lời chia sẻ của bác Bùi Mai. Bác Bùi Mai, chủ nhân tiệm vàng Kim Sơn ở Denver. Chào bác Bùi Mai. Dạ, chào bác. Xin cảm ơn hai cô Trang Thanh Lan và Phương Hồng Quế đã gửi quà cho tôi, mà rất tiếc không gặp được Phương Hồng Quế vì bận việc không đến tham dự. Tức là vừa rồi Phương Hồng Quế có gửi tặng mấy cái CD, vì bác không có đến tham dự được 18 tháng 6 ngày quân lực vừa rồi, thì có gửi anh Sử Ngọc Minh về tặng bác 2 cái CD. Dạ vâng, cháu rất mong gặp bác, mà vì bác yếu không đến được, thì cháu chúc bác thật là nhiều sức khỏe, thưa bác. Thì rồi con thấy bác khỏe lắm mà. Phải không? Bác trai khỏe khỏe lắm. Chắc bác bận rộn gì. Dạ vâng. Dạ thưa anh, để chúng ta sẽ trở lại. Bây giờ Trang Thanh Lan muốn... Không, bây giờ hồi tuần rồi thì có em Trung Nguyễn yêu cầu hai Trang Thanh Lan và Phương Quế hát Người ở lại Sạc Ly. Nó lẽ bữa đó hát mà quên. Thành ra hôm nay để trả bài, Trang Thanh Lan, Phương Quế sẽ hát bài Người ở lại Sạc Ly để tặng Trung Nguyễn và các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, nhất là anh Cường, binh chủng lực lượng đặc biệt. Dạ, nhảy vô mà, anh cũng là nhảy vô mà. Dạ, anh Cường của chúng ta. Vâng, tôi cảm ơn hai cô. Rê em. Vậy? Thông rê. Một lần chợt sáng chưng
là cánh dù đan bằng tiếc thương vô cùng. Này anh hay anh ở lại chắc đi, anh chính anh là loài chim quý. Ôi cánh chim trùng khơi vạn lý, một ngày dậy cánh bay, người để cho người nước mắt trên tay. Ngày anh đi từ tổ ấm, anh ơi địa danh nào thiếu dấu chân anh. Đời anh về chỉ còn chờ bằng cha khe xanh gió mù đêm hà lao mắt sâu. Anh chính anh vừa ở lại một mình, vừa ở lại một mình. Sắc đi tên vẫn chưa quen người dân thị thay. Anh nhớ anh chờ làm cơn bão. Anh tiếc anh chiều dương thay áo. Ôi vết đau nào đưa anh tới ngàn nơi mùa nhớ thương. Hỡi bước chân rung trên công viên mùa, xin một lần thôi, một lần thôi vẫy tay tạ từ Charlie. Xin một lần nữa vẫy tay chào buồn anh đi. Xin một lần thôi vẫy tay tạ từ Charlie. Xin một lần nữa vẫy tay chào buồn anh đi. Cảm ơn anh Cường. Anh Cường nhớ đồng đội anh Cường. Nghe mấy bài hát nhớ đồng đội anh Cường. Nhớ đồng đội. Dạ thưa anh định cư từ lúc nào thưa anh? Thưa anh qua đây năm 75 nhưng mà tháng 9 anh mới tới Mỹ. Anh đi bằng phương tiện gì anh? Anh đi bằng boat people. Anh đi bằng ghe. Tức là những ngày 30 tháng 4 anh còn ở Việt Nam. Còn lúc anh có gia đình chưa thưa anh? Lúc đó anh chưa có gia đình. Anh đã nói lúc đó anh có gia đình rồi. Lúc đó anh lấy vợ được. Lấy vợ từ năm được 4-5 năm rồi. Khi anh chạy rồi? Anh có hai cháu. Hai cháu, một cháu 9 tháng và một cháu 2 tuổi. Ấm đi. Cắm hai vai chạy. Anh chạy xuống nhà bè và anh đi theo ghe anh đi. Là cả gia đình luôn hả thưa anh? Không, hai vợ chồng, hai đứa con. Dạ là cả và gia một đình. Cô ngày em. Đó là ngày mấy thưa anh? Ngày đó anh xuống nhà bè vào ngày 30. À, sáng 30 là trưa? Anh xuống nhà bè từ ngày 29. Tối 30 anh bị trận pháo kích ở nhà bè. Anh ôm con chị bên ôm một đứa, anh ôm một đứa là nhảy vào mấy cái tăng xe ở trong nhà bè. Đạn pháo kích nó rơi xuống nhảy hết hố nọ sang hố kia mà cái đạn mấy cái hầm ấy cái là bẩn thỉu ghê lắm em ơi, ông ỉa bề bạ trong đó. Cứ hố nó nhảy qua hố kia và anh chịu cái trận pháo kích ở nhà bè đó là đêm 29 rạng ngày 30. Yeah. Xong rồi ngày 30 anh mới nhảy lên một cái tàu của Hải quân. Cái tàu của Hải quân nó đưa anh ra ngoài bể. Đi trên cái tàu khoảng 40 mấy người. Thì đưa ra ngoài bể thì là tàu chết máy. Ngoài khơi rồi đó. Ngoài khơi rồi tàu chết máy. Mà các tàu nó đi ngang không tàu nào nó vớt cả. Trên cái tàu của anh ấy có hai anh trung úy không quân thất vọng quá. Anh bảo chắc là mình ở trên tàu mà nhất là tàu hải quân có vũ khí nữa. Thành ra tụi nó sợ nó không vớt.
hai anh mới nhảy, đeo phao nhảy xuống biển để trôi lập lình trên biển xem mấy cái tàu nó có vớt không. Không có tàu nào vớt cả. Thấy anh lê biển rồi sóng chìm, cái là tiêu luôn mấy anh trung úy không quân nãy còn trẻ. Sao anh nhảy xuống? Anh nghĩ là tại mấy anh thất vọng vì khoảng cỡ chừng mười hai mấy cái tàu lớn nó đi ngang nó ngó mình rồi nó đi luôn. Mà không có đi xa lắm không? Tới Hải Phận Quốc tế chưa? Ra, ra chưa? Tới Hải Phận chưa? Tới Hải Phận Quốc tế rồi đấy. Tới cái chỗ đó là đi qua Vũng Tàu rồi mà. Anh đi từ Nhà Bè, anh đi từ Gò Công, Nhà Bè xuống Gò Công, xong Gò Công anh mới đi ra biển. Nghĩa là trên cái ghe đó, con anh ngồi đó thương lắm, không có đồ ăn, lênh đênh trên cái ghe đó cả 10 ngày. Nó đi nó nhặt mấy hạt mì khô, mì gói mà mấy anh em hải quân ăn vụng, rớt xuống sàn tàu tụi nó đi nhặt từng cọng một. Cái chuyến đi vượt biển của anh thì cũng lâm ly lắm. Chứ anh cứ kể thôi anh, cứ kể mình có giờ mà. Lâm ly lắm, nghĩa là xong rồi tụi anh khoảng chừng 10 ngày mấy, không được ai vớt cả. Xong giờ chót thì tụi anh được một cái tàu nó đi từ Singapore, nó đi từ gọi là Cao Sung, nó Singapore, Cao Sung đi hàng. Thì trên cái tàu đó nó vớt mấy ông Việt Nam ở trên đó rồi. Thì mấy ông thông dịch, mấy ông Việt Nam ở trên đó, anh còn nhớ hồi đó ông bác sĩ Bạch Bình Minh, ông là giám đốc bệnh viện Nguyễn Văn Học ở trong Gia Định đó. Và một hai ông nữa là ông giáo sư Khuê mà viết tờ báo Văn Nghệ Tiền Phong, Nguyễn Văn Khuê hồi xưa ông là giáo sư anh ở trường Nguyễn Bá Tòng Sài Gòn. Ông ở trên đó ông thấy nó vớt hai ông không thôi, chỉ hai ông trên cái tàu bự, thì hai ông ở trên cái tàu mới thông dịch cho cái anh thuyền trưởng là người Đài Loan biết đây là người Việt Nam tị nạn chứ không phải là súng ống cái gì. Nó thấy tàu hải quân mà trên có mấy cái giá để súng sợ nó không sắp vô. Thế xong tụi anh được vớt cái lên cái tàu đó, lên cái tàu đó chạy về đến biển Cao Sung của Đài Loan. Đến biển Cao Sung Đài Loan thì Đài Loan nó không cho vô, nó đuổi ra, nó không cho vô. Xong tụi anh mới khai, người khai sĩ quan đã từng đi học bên Mỹ, đã từng đủ thứ á, trình á, nó bảo nó đợi nó hỏi lại về DC xem sao. Xong nằm trên tàu đó khoảng chừng 6-7 ngày, nhưng mà lúc đó là biết là mình sống rồi. Sáng là Đài Loan người ta cũng tử tế lắm, người ta đem đồ ăn đến cho ăn, mỗi người một hộp cơm, có trứng, có thịt quay, có cái. Nghĩa là lúc đó là không sợ đói nữa. Hạnh phúc quá rồi. Có ăn rồi, nhưng mà chờ để mà xem nó có cho mình nhập cảnh lên không. Thì chờ chừng một tuần thì hôm đó phái đoàn Mỹ nó xuống và chấp thuận cho đi Mỹ. Bây giờ gửi lên Đài Loan, gửi lên Đài Loan chú rồi sẽ cho đi Mỹ sau. Vì tụi anh trình giấy tờ ra, anh đã từng đi học ở bên Mỹ, anh đã từng đi học ở Okinawa, những cái giấy tờ cũ anh còn mang theo được. Cái trình trên tàu cũng có một số anh em trình ra như vậy thì nó cho lên Đài Loan. Ở lên Đài Loan thì nó gửi vào một cái trại thủy quân lục chiến ở. Trại thủy quân lục chiến ở thì ở trong trại thủy quân lục chiến ấy, sáng cơm tàu, chiều cơm tàu, sáng ăn sữa đậu nành, dầu châu quẩy. Nó... Ở bao nhiêu năm anh? Ở bao nhiêu năm thì chết. Ở chừng hơn một tháng thôi, nhưng mà gọi là mình có đồ ăn thức uống đầy đủ trong khi là để chuyển chờ, chờ làm thủ tục đi Mỹ. Thì ở chừng... hai tháng ba tháng thì anh được nhận đi Mỹ. Và cái trạm đầu tiên của anh là Camp Pendleton, California, San Diego. Chỗ đó người Việt Nam đầu tiên là phải tới đó nhiều lắm. Đúng. Mà mới đầu lúc ở trong trại anh thì có bà chị ở bên Pháp. Anh xin đi Pháp. Lúc ra trại thì trong khi bà chị anh thì bà lại chạy qua Mỹ rồi. Bà chạy qua Mỹ, bà mới đánh cái điện về. Bà bảo bằng mọi cách đi Mỹ, sang Pháp khó sống á. Chính xác. Bà bảo khó sống, thì anh nhận được cái công điện của bà, anh lên anh xin đi Mỹ. Thì Mỹ nó easy, nó chấp thuận. Thế là gia đình anh sang Mỹ vào khoảng tháng 9 năm 75. Và anh ra trại đầu tiên là anh ở Camp Pendleton. Và cái ngày đầu tiên anh ra trại là anh về California, anh ở ngay tại Washington. Anh sống tới bây giờ luôn anh ở thành phố này vậy là mấy chục năm rồi anh hả?
Anh ở cái thành phố Edmonton này là 40 năm hơn. Có 40 năm. 42 năm rồi. 42 năm đó. Thưa khi mà anh định cư ở đây rồi thì anh có một cái hoạt động gì hay là có một cái business gì thưa anh? Thì mới đầu ra thì cũng lao ra đi làm thôi. Chị thì đi nấu cơm cho nhà thờ. Nấu thơ nhà thờ Westminster này, nấu cơm cho mấy cha anh. Còn anh thì anh đi làm technician. Anh đi làm những công việc nặng nhọc. Anh ra trại ngày hôm trước thì ngày hôm sau sponsor anh nó dẫn anh đi xin. Thì anh khai anh là sĩ quan an ninh. Sĩ quan nhảy dù thôi, nó bảo bên này không xài cái đó. Có đi đổ xăng thì đi đổ xăng. Anh ok đi đổ xăng, tức là anh ra trại có một ngày là nó gửi anh xuống một cái trạm xăng ở Newport Beach này để đi bơm xăng này. Thì sáng bơm đi bơm xăng à? Đó là bơm tay hay là... Hồi đó còn bơm xăng còn phải ra chùi kính xe nữa. À vậy hả? Có người phải ra chùi kính xe xong rồi bơm lốp xe nếu mà khách người ta yêu cầu. Thế mà hồi đó em biết mình mới ở trại ra, nó phát cho mình mấy cái áo jacket lạnh trời mới sang, mình đâu có sức chịu đựng bên này đâu. Mà anh cứ từ nhà anh ở Huntington Beach, anh đạp xe ra Newport Beach anh đổ xăng. Anh làm cây xăng, hồi đó nó cho 2 đồng mốt một giờ. Lúc đó là đồng tiền nhưng của giá trị đó. Happy lắm. 2 đồng mốt mình nuôi được vợ con mình. 2 đồng mốt về chị đi nấu cơm nhà thờ một tháng, cha cho mấy chục. Còn nhà ở anh? Nhà ở thì mới đầu ra thì anh thuê cái apartment. Cái apartment hồi đó rẻ lắm, anh thuê ngay chỗ đường Westminster này này. 2 phòng bao nhiêu tiền anh? 2 phòng. 2 phòng ngủ, 1 phòng rưỡi tắm, 105 đồng. Wow. Bây giờ là phải 1.500 á nghĩa. Bây giờ là 1.500. 2 phòng, 1 phòng ở apartment California là 1.500. Thì đó anh ra anh ở như vậy đó. Apartment có 100 mấy đồng thôi. Mà anh đi làm một tuần anh nhớ anh làm cái việc đầu tiên là cây xăng một tuần anh đem về được 99 đồng. Tức là 4 tuần lễ anh đem về được 400 bạc. Cũng như bạn thì mình 100 hơn là mình đóng tiền nhà rồi chỉ được 200 nữa. Chỉ một tuần đi nấu cơm được 50. Sức sống rồi. Đúng rồi. Hồi anh qua là đường bonsai là ruộng dâu từ từ khúc này là đi tuốt lên trên đường Santa Ana là toàn là ruộng dâu cả. Anh lại kể chuyện cho em nghe cái chuyện này nữa. Hồi anh qua, anh gặp ông Lâm Quang. Ông Lâm Quang nhà hàng Viễn Đông, hai anh em đi xin việc. Mà đi bộ, em biết không? Đi bộ dài dài trên đường, đi bộ đi lên trên Long Beach để mà xin việc. Nó dẫn hai người, nó xem, nó dẫn anh vào một cái xưởng làm cá hộp ở Long Beach. Nó bảo có làm được cái job này, hai anh em ok đi làm. Anh ông Lâm Quang, tức là ông nghị viên Lâm Quang bây giờ đó, nhận lời vào làm. Thì nó vào làm một xưởng cá hộp. Em biết không, những con cá nó treo trong cái xưởng cá hộp. Con cá nó to gấp 3, to gấp 4 anh. Nó treo cỡ chừng 500 con ở trong cái xưởng, trong cái hồ cá. Anh có nhiệm vụ là ra mặc áo quàng thật ấm, đi cái xe forklift vào câu mấy con cá ra, đưa lên bàn để nó mổ, nó làm cá hộp tuna lên. Anh ông Lâm Quang bước nhận được. Nó giả hồi đó mới vào mà nó giả 4-5 đồng sướng lắm rồi. Mình đương làm 2 đồng mốt mà giả 4-5 đồng sướng. Anh em ham hở nhận. Lâm Quang mới anh vào. Vừa bước vào cái xưởng cá thôi, cái hơi lạnh nó mở ra, cái hơi tanh nó đánh anh một cái bay ra khỏi cái phòng cá. Chịu không nổi. Tanh mà lạnh nó đánh anh mà. Lâm Quang gãi đầu, thôi về, Hoa làm không được cái này. Anh cũng đi về. Chịu thua không về. Lâm Quang mới bỏ đây đi, đi sang bên Florida đi bán bảo hiểm cái gì. Còn anh thì anh trụ ở đây, tại vì gia đình bà chị anh cũng ở đây, thành anh trụ lại ở đây. Rồi không có làm hãng cá đó thì anh làm cái sau khi công học của anh. Làm cá, sau khi làm hãng cá xong rồi thì anh đi học lại. Anh đi học lại thì chị sanh đứa bé thứ ba. Thứ ba thì chị nằm nhà thương Westminster này, nằm ngay cạnh bên vợ chồng một cái anh Mỹ, anh có cái tiệm ăn. Có cái tiệm ăn bờ đi tàu. Thế anh về, anh đi làm thì lúc đó anh đi làm technician rồi. Thì chị đi làm ở cái, chị đi sanh ở cái nhà thương đó, thì thằng Mỹ nó bảo nó có cái tiệm ăn ở Westminster mà nó cũng mệt rồi, nó muốn bán. Hỏi nó bán bao nhiêu, nó bảo nó bán 10 mấy ngàn, có tiền hay không. Anh bảo 10 mấy ngàn thì tao không có tiền, nhưng mà độ mấy ngàn thì tao về tao vay, tao mượn chị tao cái. Thế nó ok, nó cho anh nợ 10 ngàn, chỉ giả nó 9 ngàn thôi. Cái tiệm của anh đến bây giờ là cái tiệm đó. Đó, thế giờ mình nói cho nhanh nè, tại mình sắp hết giờ rồi.
nếu mà còn nói nữa thì biết bao nhiêu. Phở Công Lý ở trên đường Westminster là cái nhà hàng đó là bao nhiêu năm rồi thưa anh? Thưa, nhà hàng mở đến nay cũng gần 40 năm rồi. Đây là Phở Công Lý để mình giới thiệu với đồng hương ở khắp các tiểu bang. Nhưng mà vô đó ăn thì bún riêu ốc rất là ngon. Em ghiền bún bò cũng ngon nữa nè. Đây là Phở Công Lý ở trên đường Westminster, ở ngay góc đường Westminster với đường Magnolia phải không anh? Dạ. Quý vị ở xa có đến thì anh Cường có thể cho số điện thoại của tiệm thưa anh? Dạ, số điện thoại của tiệm là 714-373-4622. 373-4622, 714-373-4622 là tiệm Phở Công Lý của anh Cường thưa quý vị. Nếu có ghé miền Nam Cali thì chúng ta tới ủng hộ anh Cường để biết bún bò Huế, rồi phở, rồi bún riêu ốc. Wow, tuyệt vời. Nhưng mà anh nói thật mới hay. Ai nấu vậy thì anh xin lỗi anh tự nhiên anh trở thành nhà hàng thì ai thì nấu? Bà vợ anh nhà xuống nấu. Chị nấu không? Chị như là ngộ biến phải tùng quyền mà chị không bao giờ nấu đâu. Nhờ cái nhà hàng mà cái là đã bao nhiêu năm nay, và đồng thời bên cạnh đó là anh Cường cũng có rất nhiều phố xá để mà cho thuê ở trên đường Bô Sa, ở trong khu Bô Sa Westminster, thì chúc mừng anh. Cái cuộc sống của anh ban đầu cực khổ như vậy mà bây giờ ngày hôm nay đương thì con là cái lớn sự rồi. Khởi đầu nan rồi. Thì và bây hôm nay là anh quá thành công rồi. Và bên cạnh đó anh còn hoạt động rất là nhiều cái những cái công tác mà cho cộng đồng. Chẳng hạn như Thương Phế Binh anh góp tay rất là nhiều, nhưng mà giờ chúng ta không có giờ để nói Thương Phế Binh nữa thưa anh ơi. Nó ngắn quá, chắc kỳ tới em mời anh lên. Nói thêm câu ngắn đi anh. Dạ. Là anh, hai vợ chồng anh cố gắng làm việc nuôi con, và bây giờ anh thấy anh tương đối là ok rồi. Yeah. Thì anh ra làm việc xã hội. Yeah. Và anh đã đảm trách cái chức vụ là ủy viên tài chính cho cái đại nhạc hội Cảm Ơn Anh là 10 năm rồi. Yeah. Mà anh là một trong những người trong ban tổ chức, anh đảm trách chức vụ là ủy viên tài chính. Và tháng tới tụi anh sẽ tổ chức một cái đại nhạc hội kỳ 10 ở trên San Jose. Mà kỳ 10 San Jose thì cái tin phấn khởi lắm, cũng loan tin để mấy em mừng. Là anh Nam Lộc mới gọi cho anh biết là từ giờ đến cái ngày mà mấy ông tổ chức đại hội là Houston sẽ đem đóng góp cho đại nhạc hội kỳ 10 này $500,000. Đó là, làm trước đó, Houston làm trước là thu được $500,000. Thì cái tin cũng là tin vui, tin tốt. Và chúng ta sẽ trở lại cái câu chuyện về đại nhạc hội Cảm Ơn Anh vào kỳ tới thưa anh. Rồi. Vì kỳ tới thì chúng em sẽ có một mời một anh. Anh là hiện giờ thế chị Hành Nhân. Anh là Trung tá Nguyễn Văn Đức, Trung tá Không quân Nguyễn Văn Đức. Hiện nay anh đảm nhận cái chức vụ là hội trưởng hội Á Châu thế chị Hành Nhân vừa mới qua đời tháng vừa qua. Dạ vâng, chúng ta sẽ tiếp tục về cái chương trình đại nhạc hội Cảm Ơn Anh kỳ 10. Dạ vâng, thì bây giờ chúng ta đã hết giờ rồi thưa anh. Thì theo như thông lệ thì trước khi giả từ thì hát một bài chung với nhau là bài Màu Áo Hoa Rừng. Thì sao em không hát bài đó, anh đâu anh có thuộc. Sao em không hát cái bài đứng lên hát bài, bài này này. Dạ cái bài vui mình hát mình kết thôi thưa anh. Chắc mình hát một lần thôi Nghĩa ơi, tại vì mình không có giờ. Đô Nghĩa, hát lần thôi. Em gửi đến quý khán giả và các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa bài hát Màu Áo Hoa Rừng. Chiếc áo xanh màu hoa, ngày anh ra đi vai súng hiên ngang đường xa, băng suối qua rừng chập trùng hay những đêm dài lạnh lùng, sương mờ nẻo vắng bước chân anh không ngại buồn, tình thương mênh mông em vẫn tin nơi người đi, dù bao gian nguy cương quyết sông pha hề chi, mưa nắng núi tròn nụ cười non nước đang chờ đợi người, anh là chiến sĩ áo xanh hoa rừng khắp nơi. Ơi màu hoa rừng ơi, miền Nam tự do đẹp như bình minh, có chim hoa ca tiên thuần hành xa. Ơi màu hoa rừng ơi, tràn lan miền Nam, trời mây ngàn khơi vẽ bàn thành công ca thành một lòng. Rồi hôm nay đây chiến thắng anh quay về đây, vòng hoa trên tay em đến chào anh người trai, non nước tưng bừng đợi chờ, non nước tưng bừng đợi chờ, bao người chiến sĩ áo xanh hoa rừng khắp nơi, bao người chiến sĩ áo xanh hoa rừng khắp nơi, bao người chiến sĩ áo xanh hoa rừng. Thank you.
Vâng, em mời anh gửi lời chào tạm biệt đến quý vị khán thính giả anh Cường. Thưa... Anh ngồi, tại vì anh có mai. Không cần nghe mai đâu. Không cần mai này anh thưa. Thưa tất cả quý vị nhân trưởng, thưa tất cả các chiến hữu, thưa các tất cả khán thính giả của chương trình. Hôm nay bất ngờ lên cái chương trình này mà cũng gọi là xâm mình lên cái chương trình này. Thành ra xin gửi lời chào quý liên trưởng, quý chiến sĩ và tất cả. Nếu tôi có điều gì sơ sót, xin quý vị thương tình bỏ qua cho người lính già này. Người lính già yêu quê hương này. Cái này người lính già Cali. Dạ, chương trình của chúng ta đến giờ chia tay rồi thưa quý vị ơi. Trang Thanh Lan, Phường Quế, anh Phạm Đức Cường cũng như Nghĩa Sữa. Rất là cảm ơn những lời chia sẻ vừa qua. Cũng như chúng em cảm ơn anh Cường rất là nhiều tới đây để chia sẻ với chúng em những kỷ niệm vui buồn đời quân ngũ của anh. À, chúng ta chia tay đây, kính thưa quý vị, mình gặp nhau tuần sau cũng vào giờ này 7 đến 8 giờ rưỡi giờ Cali. Kính chúc quý vị một đêm thật bình yên và hạnh phúc. Anh vui xa trường cho lòng em nhớ thương.